Công an quận Ngũ Hành Sơn vừa tổ chức lễ đa quân mở đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, trật tự đô thị, bảo vệ tuyệt đối an toàn đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đáng Tân Sửu năm 2021. Theo đó, công an quận Ngũ Hành Sơn sẽ huy động tối đa các lực lượng phương tiện triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ trên lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, trật tự an toàn giao thông, phòng ngừa hạn chế tai nạn giao thông và ủng tắc giao thông, chủ động nắm bắt tình hình, quản lý chặt chẽ địa bàn, đối tượng, nhất là đối với các đối tượng người nước ngoài, kịp thời phát hiện đấu tranh ngăn chặn, làm thất bại âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, tập trung đấu tranh triệt phá các đường dây băng nhóm tội phạm, các đối tượng hình sự, ma túy, quyết tâm đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội dịp Noel, Tết Dương lịch và Tết Nguyên đán Tân Sửu 2021. Đặc biệt, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng.